Diệu pháp liên qua kênh Thiện Tích. Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Trong chúng Bồ Tát có một vị luôn tận tâm tận lực vì người, một lòng tinh tấn tu hành, gọi là thường tinh tấn Bồ Tát. Đức Thế Tôn, nếu có người thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Pháp Hoa này, công đức của vị pháp sư đó như thế nào? Xin Đức Phật khai thị. Nếu có vị pháp sư thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Pháp Hoa này, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này để trang nghiêm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được thanh tịnh. Như vậy mắt đạt được công đức gì? Nhục nhãn do cha mẹ sinh ra hoàn toàn thanh tịnh, để có thể thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục, trên cho đến tất cả vũ trụ bao la. Ngoài ra còn có thể thấy trước được hết thảy hành vi thiện ác của con người kết tạo nhân quả. Vậy thì tai, mũi, lưỡi, thân và ý đạt được công đức gì? Tai có thể nghe được tất cả âm thanh trên thế gian này, phàm những âm thanh ở địa ngục cho đến trên trời đều có thể nghe được. Mũi có thể phân biệt được mùi vị tất cả động thực vật trên thế gian, còn biết được chỗ ở của Phật. Lưỡi cũng như vậy, có thể nếm được tất cả các loại vật thực như ở cõi trời, có thể cảm nhận được tất cả mỹ vị và phát ra âm thanh mỹ lệ lay động lòng người. Thân thể giống như đá quý được mài dũa, da thịt bóng lãng, có thể biết được chỗ nơi của các vị Phật trong toàn thể vũ trụ. Về mặt ý thức, chỉ cần nghe một phần kinh điển liền có thể hiểu rõ được ý nghĩa của kinh, biết tất cả tâm thái và hành vi của nhân loại. Nói khác hơn, người này ngôn ngữ chân thật cùng với chư Phật cùng khác. Đa tạ Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con càng có thêm dũng khí để tiếp tục tuyên thuyết kinh Pháp Hoa rồi. Người này tuy chưa đắc vô lậu mà đã có diệu tướng như thế này, công đức trì kinh Pháp Hoa thật là bất khả tư nghị. Phật Nam Mô A Di Đà.
mong.